Sau đấy con xin đến với một vấn đề nữa trong tình yêu. Đó là vấn đề yêu một người con gái vừa mới chia tay xong. Qua một uh, câu hỏi hay cũng gọi là một lời tâm sự từ một bạn có nick là Đức Nguyễn Trung. Cháu chào cô ạ. Cháu sinh năm 1995 và cô ấy sinh năm 1996 ạ. Cháu yêu cô ấy dù cô ấy đã có người yêu. Cháu đã tỏ tình khi họ chia tay nhưng cô ấy từ chối vì chưa quên được người yêu cũ. Khi tình cảm tốt dần lên thì cháu tỏ tình lần hai, cô ấy trả lời cháu rất vô tư rằng: "Em quay lại với anh ấy rồi." <laughs> Sau một lần cô ấy say rượu và được cháu đưa về nhà thì cô ấy bảo sẽ quên hết chuyện cũ và cũng nói có tình cảm với cháu. Nhưng cháu thấy cô ấy luôn đăng, chia sẻ và bình luận dạo rất nhiều về người yêu cũ và đột nhiên im lặng luôn với cháu. Cháu gọi không nghe, nhắn tin đều không trả lời. Cháu vẫn thấy cô ấy và anh ấy người yêu cũ vẫn bình luận với nhau rất tình cảm. Liệu cháu với cô ấy có duyên phận không ạ? Cô cho cháu một lời khuyên được không ạ? Con xin mời cô cho bạn Nam một lời khuyên ạ. Cô thì cô khuyên bạn nên thế này. Cái cách mà mình yêu người khác và tỏ tình cái lúc người ta chia tay thì không lên. Bởi vì khi người ta chia tay ấy, thì người ta có những cái nỗi buồn. Có thể vì cái nỗi buồn đó cho nên người ta lấy mình để lấp cái chỗ trống. Vì mình càng lấp chỗ trống bao nhiêu thì người ta lại càng nhớ yêu người yêu cũ bấy nhiêu. Lấp chỗ trống mà. Chứ không phải là thực tế. Vì người ta đang đau buồn thì người cháu phải hiểu cái tâm lý của người vừa chia tay này. Người ta buồn khổ vì gì? Người ta nhớ rất nhiều đến cái mà hành động, những cái cử chỉ, những cái tình cảm đẹp của người ta. Người ta nhớ rất là nhiều. Và chính vì những cái hành động tình cảm đẹp đó khiến cho người ta đau khổ. Đúng không? thì mình không thể nào mà lại 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 xem vào những cái kỷ niệm của người ta được ví dụ như là bây giờ quang quân cứ thử như và các bạn cũng thử mình đang có một cái cái dòng suy nghĩ rất là đẹp về cái gì đó mà có người chặn ngang mình có bực mình không <laughs> rất là bực mình phải không vâng ạ. tuy rằng là cái đó là thuộc về yêu cũ nhưng cái đó người ta đang nuối tiếc người ta đang lắm giữ dạ. cho nên mình đến với họ và sẽ càng làm cho cho họ nhớ cái người yêu cũ kia thôi càng nhớ càng nhớ nhiều vì có mình thì người ta càng nhớ nhiều thế thì tốt hơn hết lúc bấy giờ bạn chỉ trở thành người bạn thôi và bạn nên tìm cách để cho họ quay lại nhau thì đảm bảo bạn sẽ nổi bật được lên đấy chứ còn nếu như mà bạn lại định thay thế người kia thì không bao giờ thay thế được vì bạn chưa có một cái gì nổi bật lên chưa có cái gì để đáng ghi nhớ cả trong khi đó người ta có cái tình cảm với người yêu trước kia người ta là một cái tình cảm trong sáng và hồn nhiên. Thế còn bạn xuất hiện đến bây giờ thì không phải là tình cảm trong sáng. Chân bạn muốn có được cái tình cảm trong sáng để làm dấu ấn cho người khác thì bạn phải thực sự là xuất phát từ tình cảm trong sáng thật sự. Là lời động viên. Nếu như mà bạn ấy giận người bạn nam cái gì thì bạn nói thôi thông cảm đàn ông các anh như vậy như vậy như vậy như vậy. Thì chính cách xử lý của bạn khiến cho bạn trở thành một người đàn ông đích thực đúng không một người đàn ông đích thực thì sẽ làm dấu ấn cho cái bạn nữ này chứ còn nếu như mà bạn không xử sự được như thế thì bạn không thể nào có được bạn nữ này cả bạn chỉ luôn luôn là cái mà để cho bạn nữ này cảm thấy bạn là thấp hèn cô cũng chia sẻ thế này các cụ thường nói một câu mà gái ham tài trai ham sắc những người bạn nam ấy thì sau khi mà bị người yêu bỏ ấy, được cô gái nào đó mà chia sẻ thì bạn nam đó sẽ dễ yêu cô gái này hơn nhưng nếu như người bạn nữ mà bị người yêu bỏ mà bạn nam đến tỏ tình thì rất là khó rất là khó bởi vì cái người nữ người ta thần tượng cái người nam rất là nhiều khi người ta đã đau khổ tức là người ta đã có thần tượng cái người kia rồi thế thì mình phải có một cái điểm gì đó để cho người ta thần tượng thì người ta mới quên được cái người kia thế cho nên là xét về cái hoàn cảnh này thì cháu nên chia tay và không nên tiếp tục với cái người nữ này nữa. Bởi vì uh, cái duyên nó không đủ. Đấy, cái duyên mình không thể là chiếm được cái chỗ trong tình cảm của người ta được. Mình chưa có một cái tình cảm trong sáng đối với người ta. Không có được cái tình cảm trong sáng, mình phải có được một cái lép trong sáng của mình. Thì khiến cho người ta lẻ phục mình. Đấy cũng là nhân cũng là quà thôi. Đấy. cho nên người đệ tử Phật biết tư duy về nhân quả thì người ta sẽ biết tư duy nhân quả trong từng tình huống một và người ta xử lý rất là thông minh và thường người ta được những gì người ta mong muốn là do người ta biết thông minh xử lý trong nhân quả cô cũng tư duy cái này cũng chỉ là trong nhân quả thôi Thế nhưng mà nghe thì nó quả thật là nó sẽ thỏa mãn cho cả hai cả bạn nữ và cả bạn nam thế cho nên ở ngoài đời thì các bạn sẽ nghĩ là đấy lợi cái cái anh này cũng chỉ là người lợi dụng thôi tự cái đánh giá người ta thấp, thấy mình bỏ người yêu thì thì đến với mình Trời thôi. Đấy, chứ tại vì như thế là trong cái suy nghĩ của họ mình đã bị thấp đi rồi. Còn trong suy nghĩ của họ mà mình để cho mình cao lên thì họ sẽ sẽ với lên mình thôi. Còn nếu thấp thì họ không thích. Đó, thế cho nên là cô khuyên bạn là bạn nên chia tay và tìm cho mình một người yêu khác và à, bạn cũng phải tìm hiểu về nhân quả làm sao mình lại lẩy sinh tình cảm đối với những người mà người ta vừa chia tay nhau mà bạn à, đã tỏ tình như thế này thì nếu xét về nhân quả trong đạo phật thì mình phải từng gieo những cái nhân mà thường là có những câu nói chêm vào khiến người ta hiểu lầm nhau tức là nói những câu nói không đúng thời khiến người ta chia tay nhau câu nói không đúng thời thành ra đến bây giờ mình mới làm những cái việc không đúng thời khiến cho mình chịu thiệt thòi Thế cho nên là khi mà à, các bạn quan hệ với lại các cái bạn bè của mình người ta có người yêu thì các bạn cũng nên nói những lời nói sau đó mà để cho người ta hòa hợp với nhau hoan hỉ với nhau đừng có lửa nóng thì đổ dầu thêm đấy là cô nói không đúng thời khiến cho mình có những cái nghiệp mà à, mình sẽ xử sự những việc không đúng thời khiến cho mình bị, bị mất lợi mất lợi nhé. <laughs> cô rất mong các bạn tư duy nhiều về nhân quả nhất là trong lời nói. Trong tình yêu thì các bạn hay chia tay nhau bởi những lời nói mà. Thế cho nên là thường là chúng ta tư duy nhiều về lời nói một chút. Nói như thế nào đó khiến cho người ta được hạnh phúc, nói những lời nói khiến cho người ta không bị đau khổ, nói những lời nói khiến cho người ta hòa hợp với nhau thì mình sẽ có những lời nói đúng thời, đúng nghĩa mà được lợi ích. À con xin thân thành cảm ơn cô. Hy vọng bạn Đức cũng như toàn thể các bạn đang xem chương trình sau khi nghe cô Yến chia sẻ sẽ biết được rằng là chúng ta đôi khi có những người yêu hay là đem lòng yêu một ai đó nhưng người đó vừa mới chia tay xong thì hãy tư duy về nhân quả và tư duy thêm để có những lời nói và cách hành xử sao cho thật đúng đắn và thật khéo làm sao để được lợi ích cho bản thân mình cũng như đối phương của mình và dung hòa lợi ích cho cả hai